Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số giàu to, đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tháng 4 âm lịch 2024, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, thần tài mở kho ban lộc lớn, làm ăn trúng lớn, trả sạch nợ nần, tiền bạc phù phê, hết khổ đổi đời cực giàu. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi trong chuyên mục tử vi tháng mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Quý cô bác anh chị tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thân mến, Đinh Mùi biết đấy, người sống trên đời không nên đi lùi về quá khứ, cũng không nên bước quá xa về tương lai, mà chỉ nên tập trung ở hiện tại, vì khi tâm trí, thể xác, tinh thần của Đinh Mùi cảm nhận được hiện tại, thì toàn bộ những lựa chọn hay quyết định của Đinh Mùi mới được đủ sự sáng suốt vẹn toàn, tập trung vào bài toán cuộc đời của Đinh Mùi, để đỡ tốn thời gian mà chú ý đến cuộc đời người khác, cũng càng đỡ tốn công sức chú tâm đến những sự xì xào không ủng hộ phiền hà của thế nhân. Nâng tâm bản thân, tài năng lớn mạnh, học hỏi, trau dồi, luôn là điều quan trọng để Đinh Mùi có thể nắm bắt cơ hội thay đổi cuộc đời, đừng để những dòng suy nghĩ, như làm việc chăm chỉ là tư tưởng của thế hệ cũ, hay phải nhanh chóng kiếm đường tắt để thành công làm ảnh hưởng đến định hướng của Đinh Mùi. Một người sống, một cuộc nhân sinh đúng, nên là một điều gì đó có ý nghĩa. Mỗi ngày có nhiều sự sai trong đời là do bản thân, thế thì có thể sửa. Nhưng lắm sự sai trong đời là do thời thế tạo, đổ tại duyên ta, đổ tại số ta, đổ tại nghiệp. Đã là duyên số nghiệp nợ ắt nằm ngoài tầm kiểm soát của Đinh Mùi. Vậy nên ta đành chấp nhận lắm lúc cám cảnh, lắm lúc bất lực, lắm lúc chỉ mong đến một vùng đất mới, một chân trời xa lạ mà ngột nặn lại từ đầu. Cô bác anh chị Đinh Mùi biết không, vận mệnh và tương lai của một con người luôn là chủ đề bí ẩn, không chỉ các nhà tử vi học nghiên cứu và tìm hiểu, mà mỗi chúng ta ai cũng mong muốn được biết vận trình của cuộc đời mình sẽ hung cát ra sao, về già có giàu có sung sướng hay nghèo khổ. Theo luận giải mới nhất của giới tử vi về vận trình sắp tới của quý bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đặc biệt trong tháng 4 âm lịch, quý cô bác anh chị sẽ được lợi từ phúc tinh, lộc tinh và quý nhân nâng đỡ. Đây là thời điểm phải nói là hiếm có, cực thịnh, thánh sẽ cứu mở độ dương, phê chữ đỏ, bỏ chữ đen mà ban cho tài lộc, cho vạn sự hanh thông. Quý cô bác anh chị Đinh Mùi mà biết nắm bắt thời cơ này thì tháng 4 âm lịch này không phải nghĩ tiền vào như nước, trả hết nợ nần, gia đình êm ấm, hạnh phúc, phàm là chuyện trên đời, muốn thành thì phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nay thời cơ đã đến, muốn giàu nhanh thì phải làm thế nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Quý cô bác anh chị tuổi Đinh Mùi thân mến, nếu ta đã làm việc, đã chăm chỉ, đã nỗ lực, đã nhiệt thành, đã nhiệt huyết cống hiến và không ngừng cầu tiếng vươn lên, thì nếu có thua cũng đâu có gì cần phải xấu hổ hay để ý miệng đời cười chê. Nếu Đinh Mùi đã thiêu đốt từng giọt cảm xúc, nếu đã từng chảy những giọt mồ hôi nỗ lực chuyên cần, thì tức Đinh Mùi đã sống một cuộc đời có ý nghĩa, để có thể nói rằng, sự có thể thành, sự có thể bại, nhưng tôi đã cố và đã chiến, đã đấu và đã nỗ lực, vậy thì có gì mà phải hối hận sầu bi. Nếu cuộc sống này chỉ toàn những nhung gấm lụa là nhà xe rộng, có tiền tỷ trong tay, thì đó là cuộc sống quá tuyệt vời đúng không? Thế nhưng, cuộc đời là vô thường, cuộc sống có hung cát đan xen, nay đỏ mai đen, khó ai đoán định, có người hôm nay vẫn ở nhà lầu, xe sang, có kẻ hầu người hạ, két sắt cả tạm vàng, nhưng bỗng hứng chịu đại hạn, đùng một cái trở thành con nợ, tán ra bại sản. Bên cạnh đó, lại cũng chẳng hay nghĩ rằng, mình đang bị giam hãm trong sự nghèo khổ, túng thiếu, bán mặt cho đất, còng lưng cho trời,
nhưng chỉ sau một đêm bỗng giàu bất ngờ, trúng số độc đắc, cầm tiền tỷ trong tay, mở lòng từ bi cứu giúp những người yếu thế. Cuộc đời này là thiên biến vạn hóa, cuộc sống này là bất định, việc đổi phận, đổi đời sau một đêm đã có nhiều minh chứng. Vậy hà cớ gì mà Đinh Mùi không thử một lần? Đừng sợ tuổi đã nhiều, đừng sợ mình sẽ thua bọn trẻ, chỉ cần Đinh Mùi tiến lên mà thôi. Người tuổi Đinh Mùi cả cuộc đời luôn có đủ ba điều: cơm ăn, áo mặc và nhà cửa. Dù họ đi đến bất kỳ nơi đâu, họ luôn muốn kết giao với mọi người. Nếu Đinh Mùi có thể cư xử hợp lý, hợp tình, đảm bảo Đinh Mùi sẽ có một quan hệ tốt. Người tuổi Đinh Mùi không chỉ luôn nhận được tình yêu của bạn bè, mà còn có được cả cảm tình của những người thân. Người tuổi Đinh Mùi thường có phong cách tao nhã, luôn đồng cảm với mọi người. Họ rất rộng lượng với lỗi lầm của người khác, thông cảm với khó khăn của người khác. Họ không thích chịu sự bó buộc và cũng không có khả năng khắc kỷ, rất ít phê bình người khác. Họ là người yêu trẻ nhỏ, thích động vật theo chủ nghĩa tự nhiên. Họ rất đảm đang trong việc nhà. Tuy họ là người nhu hòa, ít phản kháng, nhưng lại không thể dùng quyền lực để ép họ làm việc. Người tuổi Đinh Mùi thường được khen là người bác ái. Con người của họ luôn là chính nhân quân tử, gần gũi mọi người, dễ xúc động trước hoàn cảnh của người khác. Xét về tổng thể cả cuộc đời, Đinh Mùi không mấy khi bị khó khăn trong lĩnh vực kinh tế, nhưng cũng không hẳn là người giàu có, mà chỉ là một cuộc sống đủ về vật chất. Xét về tính cách, nếu như Đinh Mùi có thể chuyên tâm vào một lĩnh vực chuyên môn thì cũng có thể tay không lập nghiệp, tạo dựng một cuộc sống khá ổn định. Đinh Mùi là người có tài năng đặc biệt, tâm tính lại vô cùng tinh tế. Nếu Đinh Mùi phát hiện và lợi dụng ưu điểm này, thành công sẽ đến với Đinh Mùi. Nhưng tài sản của Đinh Mùi cũng rất thất thường. Đinh Mùi nên biết, được mất ở đời vốn là điều khó tránh khỏi. Đặc biệt, Đinh Mùi là người dễ tin người, vì thế rất dễ bị lừa gạt. Vì thế phải tránh những việc như bảo lãnh người khác vì tình cảm hay bảo lãnh về tiền tệ cho ai đó. Đinh Mùi tuyệt đối không nên đầu tư có tính cơ hội, nhưng có thể đầu tư về bất động sản mà đảm bảo được tính an toàn. Phương pháp thông minh nhất để tích lũy tiền bạc của người tuổi Đinh Mùi chính là đầu tư bất động sản. Xem tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Đinh Mùi cho thấy, có thể nói rằng tháng 4 âm lịch này là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với người tuổi Đinh Mùi. Bản mệnh luôn cố gắng nỗ lực, lại thêm sự giúp đỡ của quý nhân, nên việc nào cũng đạt được thành tích đáng mừng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên phương diện sự nghiệp, do có tam hội và nguyệt lệnh quan đến nâng đỡ, Đinh Mùi xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa, việc khó nào cũng có người giúp sức. Hãy đặt ra những mục tiêu, tham vọng cho mình và cố gắng hết sức. Công lao của Đinh Mùi sẽ nhận được thành quả xứng đáng, bạn sẽ khẳng định được vị thế trong tập thể. Trên phương diện tài lộc, Đinh Mùi có mối quan hệ với khách hàng, đối tác rộng mở, nên làm việc gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Nếu đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực, thì hãy tự tin vào bản thân và những quyết định của mình. Có thể Đinh Mùi sẽ phải làm việc hơi vất vả một chút, song tiền chảy ào ào về túi, sẽ khiến Đinh Mùi cảm thấy những gì mình bỏ ra không uổng phí. Chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui do ngũ hành tương sinh tác động. Đinh Mùi và nửa kia biết bao dung và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Có khó khăn thì hai người cùng gánh vác, nhờ thế mà quan hệ đôi bên ngày càng bền chặt, không ai có thể chen chân vào. Cụ thể tử vi chi tiết từng phương diện của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, trong tháng 4 âm lịch 2024. Tuổi Đinh Mùi, tháng 4 âm lịch, về mặt sự nghiệp. Xem tử vi tháng 4 âm lịch, nguyệt lệnh tháng này nằm ở đất dưỡng. Người tuổi Đinh Mùi biết cân đo đong đếm, lập kế hoạch rõ ràng cho từng đường đi nước bước của mình. Người tuổi này tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói, tôi không thể, để thoái thác trách nhiệm, thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều đó khiến cho người tuổi này được cấp trên đánh giá rất cao, bản mệnh có thể được cất nhắc, nâng đỡ lên vị trí cao hơn trong thời gian tới. Nếu thời điểm này, bạn giữ vững được điểm rơi phong độ, hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ của mình, hãy cố gắng duy trì tinh thần làm việc hăng say. Bạn sẽ tìm thêm hai niềm vui trong cuộc sống, lại có được cuộc sống ổn định, không cần lo lắng nhiều về các vấn đề có liên quan. Tuổi Đinh Mùi, tháng 4 âm lịch, về mặt tài lộc. Trong tháng Ngọ Mùi, Nhị Hợp, tử vi năm 2024 cho thấy, những người sinh năm 1967 có nguồn thu nhập khá dồi dào từ nghề tay trái. Ngoài ra người tuổi này làm tốt việc, nên dễ có cơ hội được tăng lương, thăng chức trong tháng 4 âm lịch. Còn với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu,
Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình, nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít hơn được. Người tuổi này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng, quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Song bản mệnh cũng nên hưởng thụ cuộc sống, thi thoảng cho phép mình được nghỉ ngơi, nuông chiều chút thú vui của bản thân, chớ nên kiếm được tiền mà không biết cách tiêu tiền. Tuổi Đinh Mùi, tháng 4 âm lịch, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này các tinh Bách Việt trợ giúp, nên chuyện tình cảm thăng hoa nhanh chóng, bản mệnh có sức cuốn hút riêng của mình, không hề phải gồng mình lên để tỏ vẻ hay chứng minh điều gì, mà cũng có thể khiến cho đối phương cảm thấy rung động. Người độc thân hãy sẵn sàng để chuẩn bị bước vào một mối quan hệ tình cảm mới. Hãy gạt hết những chuyện đã qua, hướng về tương lai tươi sáng và bạn sẽ có được hạnh phúc mà mình mong chờ. Với các cặp vợ chồng, bạn cần phải bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn nữa. Đừng để đối phương cảm thấy bạn chỉ cho đi mà không nhận lại được gì, cho lý trí quá mức trong chuyện tình cảm, nên là chuyện cần cảm xúc cơ mà. Quý nhân lục hợp cũng sẽ giúp cho các cặp vợ chồng hòa giải được mâu thuẫn trước đó và tìm lại bình yên trong gia đình. Biết thông cảm cho những khó khăn của đối phương, không chấp nhận, tình cảm giữa hai người sẽ ngày càng thắm thiết hơn. Tuổi Đinh Mùi, tháng 4 âm lịch, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe bình thường, tuy nhiên vẫn nên chú ý về dạ dày và đường ruột, nhất là tuổi Đinh Mùi, nên đặc biệt chú ý, bản thân nên có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe theo khoa học và sống lành mạnh để có sức khỏe tốt hơn. Vậy, vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 4 âm lịch của tuổi Đinh Mùi diễn biến ra sao? Cẩm nang vượng vận như thế nào? Cô bác anh chị hãy chú ý lắng nghe và đừng bỏ lỡ thông tin quan trọng nào nhé! Tử vi tuần đầu tiên của tháng 4 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Căn cứ tử vi tuần đầu tiên tháng 4 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Đinh Mùi có cơ hội đón nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp. Trong thời điểm này, cục diện tam hội và quan đới đem tới cho Đinh Mùi nhiều thời cơ mà nhiều người mong muốn cũng không có được. Với những người muốn thay đổi công việc trong tuần đầu tiên này, bản mệnh có thể gây ấn tượng tốt đẹp với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng. Hãy tự tin thỏa thuận một mức lương hoặc một vị trí mong muốn, khả năng bạn được đáp ứng là rất cao. Với người làm công ăn lương, bạn hợp tác tốt với đồng nghiệp, nên công việc có thể hoàn thành nhanh chóng hơn so với dự kiến, thậm chí còn có thể là người chỉ đường dẫn lối, truyền cảm hứng cho bạn bè, đồng nghiệp của mình. Những thành tích đạt được trong công việc có thể giúp Đinh Mùi lọt vào mắt xanh của quý nhân, đối phương sẽ giới thiệu thêm cho bạn nhiều cơ hội bồi dưỡng, rèn luyện các kỹ năng. Hãy khiêm tốn học hỏi, bạn sẽ tiếp thu được những kiến thức hữu ích, có giá trị cho sự nghiệp sau này. Tuy nhiên, theo tử vi tuần của tuổi Đinh Mùi cho thấy, hung tinh thiên cầu rình rập, thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh. Bạn nên tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên khoe mẻ ra vẻ ta đây, khiến kẻ xấu nổi lòng tham, tìm cách cướp mất công lao của bạn hoặc hạ bệ danh tiếng của bạn. Phương diện tài lộc cũng xuất hiện nhiều điểm sáng, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, Đinh Mùi cũng vẫn có thể kiếm tiền về đầy túi, dùng rỉnh chi tiêu. Với người làm công ăn lương, những cống hiến cho tập thể giúp Đinh Mùi nhận được một khoản thưởng nóng hậu hĩnh, thậm chí cấp trên còn có thể chủ động tăng lương cho bạn, bản mệnh cũng có thể chủ động xin tăng lương, thăng chức, nếu thấy công sức mình bỏ ra xứng đáng với điều đó, chắc hẳn cấp trên cũng muốn giữ chân một nhân viên xuất sắc như bạn. Với người làm kinh tế, Đinh Mùi niềm nở, nhiệt tình, nên thu hút được lượng lớn khách hàng. Bên cạnh đó, bạn còn không ngừng thay đổi bản thân để bắt kịp với xu thế của thị trường. Nhiều người từng mua hàng của bạn đều muốn quay lại ủng hộ những lần sau. Quý nhân xuất hiện có thể đem tới cho Đinh Mùi những cơ hội mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh. Tất nhiên, Đinh Mùi sẽ phải khá vất vả đấy, nhưng bạn làm đến đâu sẽ thấy hiệu quả đến đấy, nên lúc nào cũng tràn đầy động lực và quyết tâm. Hung tinh thiên cầu vẫn sẽ gây ra một vài rắc rối trên con đường tài lộc của Đinh Mùi. Khi có đồng tiền dư giả trong tay, bạn chớ nên cả tin nghe theo lời dụ dỗ mà mua hàng của người không quen biết. Bạn có thể mua phải những sản phẩm kém chất lượng không được như lời quảng cáo. Theo tử vi tuần của tuổi Đinh Mùi, tháng này có nhiều cát tinh quy tụ, nên phương diện tình cảm của người tuổi Đinh Mùi cũng hanh thông, thuận lợi bất ngờ, bản mệnh được tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình. Tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi nhìn chung cũng không có gì đáng lo. Trong tuần này, Đinh Mùi duy trì được thể trạng tốt, tinh thần tích cực, hăng hái, nên làm công việc nào cũng hiệu quả, đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, đừng quá tập trung vào sự nghiệp đến mức quên cả chuyện nghỉ ngơi. Bản mệnh vẫn cần xây dựng cho mình lối sống khoa học, ăn ngủ đúng giờ,
cân bằng dinh dưỡng, chịu khó tập thể dục thể thao. Như vậy thì bản mệnh sẽ giữ được đầu óc tỉnh táo, có sức làm mọi điều mình muốn. Quý nhân, tuổi Hợi, tuổi Mão. Tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Thân. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu vàng. Con số may mắn 29, 47, 65. Tử vi tuần thứ 2 tháng 4 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Xem tử vi tuần của tuổi Đinh Mùi cho thấy, con giáp này có thể hoàn toàn yên tâm về vận trình trong tuần thứ 2 này. Nhờ sự xuất hiện của cục diện tam hợp, công việc trong tuần hầu hết đều tiến triển thuận lợi, sở cầu như nguyện, làm gì cũng đạt được thành quả đáng mừng. Tuần này, Đinh Mùi có quý nhân phù trợ, những lúc khó khăn đều nhận được những sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp, không lo đơn phương độc mã, các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn đọng trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn, tinh thần hăng say giúp con giáp này đang đạt được hiệu suất rất cao, đôi khi còn khiến người xung quanh ngỡ ngàng, dù vẫn có không ít thách thức, nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua, nhờ khả năng ứng biến linh hoạt, lại thêm lối tư duy nhạy bén, cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi đâu, làm gì, bạn cũng được coi trọng, để bạn đảm nhiệm trọng trách. Các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Đinh Mùi cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng tiềm năng. Với những ai đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh đầu tư nào đó, đây là thời điểm lý tưởng để triển khai. Vạn sự khởi đầu nan, dẫu trong quá trình có vấp phải khó khăn cũng là chuyện thường tình, bởi không có việc gì lại dễ dàng ngay từ đầu. Tuổi Đinh Mùi cần hết sức kiên nhẫn, đặc biệt là khi nguyệt lệnh lâm mộ khiến tâm tính bản mệnh dễ thay đổi. Cần có sự nghiêm túc và kiên trì khi theo đuổi mục tiêu, chớ đứng núi này trông núi nọ hay ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có. Đinh Mùi có năng lực, chỉ thiếu chút nhẫn nại nữa thôi. Tin vui là bán hợp thái tuế sẽ giúp tài vận của người tuổi Đinh Mùi chuyển biến tích cực, có những bước tiến đột phá trong tuần này. Theo đà công việc tăng tiến, nên tài lộc cũng khởi sắc hơn, chính tài tăng nhẹ, người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định, nên không lo thiếu thốn. Với những năng lực mà Đinh Mùi đang thể hiện, bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức bỏ ra. Tất nhiên, có làm ắt sẽ được ghi nhận, không làm thì ngược lại. Thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc, lợi cho đường kinh doanh, buôn bán, đầu tư, thu nhập tăng lên đáng kể. Khi bản mệnh luôn có thể đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn hơn. Người nào đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì có thể bắt đầu vào tuần thứ hai này. Có điều may mắn đến thì cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Quyết định thành hay bại vẫn ở chính khả năng và sự nỗ lực của bạn. Đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang quá sớm nhé, kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất đáng tiếc. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ. Có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, tuổi Đinh Mùi vẫn nên có sự đề phòng với sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh, nguy cơ hao tài tốn của vẫn luôn tiềm ẩn. Nếu Đinh Mùi chủ quan trong tuần này, nếu phát sinh những giao dịch tiền bạc quan trọng hay vấn đề vay mượn tiền của, bạn cũng cần đề cao cảnh giác đừng bị lừa gạt hoặc dính dáng tới pháp luật. Tử vi tuần thứ hai nhận thấy, đây cũng là thời điểm có đào hoa nở rộ trong mệnh số của Đinh Mùi. Tuy nhiên, vợ chồng lại dễ gặp rắc rối do đào hoa quá vượng. Tính chất công việc khiến Đinh Mùi thường xuyên phải tiếp xúc nhiều với người khác giới, đôi khi không tránh được những buổi xã giao, gặp gỡ. Tuần này sức khỏe của tuổi Đinh Mùi khá ổn định, gần như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại, ngoài một vài triệu chứng cảm mạo vặt do thời tiết thay đổi. Dù vậy, Đinh Mùi vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, đừng cậy sức mà tham công tiếc việc, làm việc quần quật bất kể ngày đêm. Quý nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. Con số may mắn, 58, 43, 91. Tử vi tuần thứ 3 tháng 4 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Sự nghiệp của người tuổi Đinh Mùi phát triển thuận lợi, một phần là nhờ tác động tích cực của nguyệt lệnh lâm quang đới. Trong tuần thứ 3 này, Đinh Mùi biết rút kinh nghiệm từ những người đi trước, nên không vội vàng hay rút ngắn giai đoạn, mà luôn chủ động tìm cách an toàn cho mình. Kiên nhẫn như kiến tha lâu cũng đầy tổ. Thế nhưng, sẽ không có ít những ý kiến trái chiều không đồng nhất với cách làm của bạn, khiến bản mệnh có lúc sao nhãng, thậm chí có thể rơi vào cảm giác bối rối, làm tăng mức độ căng thẳng và gây ra những thăng trầm trong đời sống.
Điều này có thể ảnh hưởng đến tính kiên nhẫn và bản chất bình tĩnh vốn có của Đinh Mùi. Bản mệnh dễ bị tác động bởi ngoại cảnh và cảm nhận được sự chậm trễ, khó khăn, khiến mình chìm đắm trong những suy nghĩ và không thể nào thoát ra để tính toán mọi việc một cách lý trí. Nếu may mắn có người kéo tinh thần Đinh Mùi lên, thì mọi vấn đề lại được giải tỏa. Bản mệnh sẽ sớm lấy lại được sự tự tin và thích nghi với những thay đổi đang có. Nhờ đó mà gặt hái được thành công, khẳng định những giá trị mà mình đã đưa ra. Người làm trong lĩnh vực liên quan đến viết lách như báo chí, truyền thông sẽ đạt được thành công. Tuy nhiên, người kinh doanh cổ phiếu nên thận trọng, tránh các giao dịch nếu không có sự hỗ trợ của các chuyên gia. Xem tử vi tuần thứ 3 của 12 con giáp, bản mệnh vốn là người ưa an toàn, nên vấn đề liên quan đến tiền bạc cũng không phải là ngoại lệ. Nhìn chung, tình hình tài chính của người tuổi Mùi ổn định, hài hòa. Khi nguồn thu chi được đảm bảo trong tuần thứ 3 này, trong thời điểm khó khăn như hiện nay, Đinh Mùi vẫn có thể giữ được trạng thái này là đáng mừng rồi đấy. Có thể Đinh Mùi muốn giúp đỡ mọi người nên trích một phần tiền của mình để hỗ trợ những người xung quanh mình. Thực tế là xung quanh có rất nhiều điều kiện có lợi. Vấn đề là Đinh Mùi có nhìn ra hay không mà thôi. Nhất là tuần thứ 3 này có thực thần mang tới cơ hội hợp tác làm ăn thành công. Nếu Đinh Mùi biết chấp lấy cơ hội này, thế nhưng không phải ai cũng đáng tin. Vì thế dù thế nào, bạn cũng phải chủ động trong việc tìm hiểu thông tin của người mình sắp hợp tác một cách cẩn thận nhé. Ngoài việc trò chuyện liên quan tới công việc, hãy nói về sở thích gia đình, mục tiêu sống để hiểu thêm về người mà mình đầu tư tiền bạc vào họ nhé. Xem tử vi tuần thứ 3, ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Đinh Mùi tuần này thêm phần rực rỡ, tươi đẹp, hứa hẹn là bản mệnh sẽ có những trải nghiệm tươi vui đáng nhớ trong đời. Tử vi tuần 3 dự báo, con giáp tuổi Đinh Mùi có những lo lắng liên quan tới sức khỏe của mình. Thực ra vì Đinh Mùi quá bận rộn nên không chăm sóc bản thân đúng cách, nếu không muốn nói là bị bỏ bê. Quý nhân, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu xám, màu cam, con số may mắn 57, 64, 83. Tử vi tuần cuối cùng tháng 4 âm lịch của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Quan đới cho thấy công việc của người tuổi Đinh Mùi có nhiều bước phát triển ấn tượng trong tuần này, đặc biệt là với những người vừa bước chân vào xã hội, vừa thay đổi nghề nghiệp và những người đi theo con đường công danh sự nghiệp. Đinh Mùi nhanh chóng thích nghi với những môi trường làm việc mới và sẵn sàng phát triển với những mục tiêu rõ ràng. Nhờ có tinh thần hăng hái và phấn chấn, Đinh Mùi không ngại tiếp xúc với những khó khăn, trắc trở gặp phải và dễ dàng gây ấn tượng tốt đẹp với người làm lãnh đạo. Bên cạnh đó, sự độc lập, tự chủ giúp Đinh Mùi luôn ở vào thế chủ động, không bị bất ngờ hoặc phụ thuộc vào cái nhìn của bất cứ ai. Tuy nhiên, những người có chức cao vọng trọng hoặc làm lâu trong một công việc gì đó có thể trở nên bảo thủ, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác, hoặc không có chí tiến thủ, thậm chí là chậm chạp, trì trệ trong việc thích nghi với những xu hướng mới. Thiên ấn cho thấy, nếu Đinh Mùi muốn đạt được những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp, thì cần thay đổi, làm mới bản thân. Con đường tài lộc của người tuổi Đinh Mùi có điểm sáng vào thời điểm này. Sao Tốt Thiên Đức phù trợ khiến Đinh Mùi có thể kiếm được những khoản thu khả quan, nhưng chủ yếu là nhờ những công việc làm thêm hoặc những mối làm ăn nhỏ. Những người làm ăn lớn muốn thu được lợi nhuận lớn, cần phải cẩn thận trước khi đưa ra quyết định của mình, bởi không phải bất cứ khi nào mở rộng kinh doanh là sẽ nhận được khoản lời lãi như mình mong muốn. Thời điểm này, Đinh Mùi cần chú ý nhiều hơn đến các tiểu tiết, nhiều khi sẽ quyết định sự thành bại trong kế hoạch kinh doanh của bạn. Tuy nhiên, bản mệnh có thể yên tâm rằng mình sẽ không rơi vào cảnh làm ăn thất thoát hoặc mất tiền vì những lý do không đâu. Đinh Mùi giỏi trong việc tính toán những việc nhỏ nhặt và quản lý chi tiêu. Một khi tiền đã vào túi là đảm bảo sẽ có cách đầu tư xác đáng. Để việc làm ăn thêm phần may mắn, Đinh Mùi có thể bày thêm tỷ hưu hoặc kỳ lân phong thủy. Chính ấn phù trợ cho thấy cả những người không làm ăn kinh doanh cũng sẽ thu được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Chỉ cần Đinh Mùi không ngừng cố gắng phấn đấu, chắc chắn cấp trên sẽ nhìn nhận được sự nỗ lực của bạn và trao cho Đinh Mùi một phần thưởng xứng đáng. Tháng 4 âm lịch, tuổi Đinh Mùi có một cuộc sống khá dư dả, không cần suy nghĩ quá nhiều đến việc tiết kiệm vì thiếu thốn. Trên cơ bản, vận trình tình duyên của người tuổi Đinh Mùi không được khởi sắc trong tuần này. Con giáp này vốn là người mạnh mẽ và độc lập, nên vào thời điểm này, Đinh Mùi không cảm thấy việc có một người ở bên để san sẻ niềm vui, nỗi buồn là thực sự cần thiết. Với những người đã lập gia đình, tình cảm giữa bạn và nửa kia có vẻ dần dần trở nên lạnh nhạt. Bạn thích dành thời gian cho sự nghiệp hoặc những thú vui tiêu khiển hơn là trò chuyện với người ấy. Đinh Mùi cần phải thay đổi suy nghĩ của mình,
Bởi nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn lâu dài thì gia đình khó mà yên ấm hoặc hạnh phúc được. Tình hình sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi không có vấn đề gì đáng lo ngại, tinh thần phấn chấn, khiến Đinh Mùi cảm thấy khỏe mạnh hơn và sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ kế hoạch nào. Quý nhân, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Sửu. Màu sắc may mắn, màu xanh, màu đen. Con số may mắn, 68, 74, 93. Quý khán giả thân mến, ngày sinh là yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn và tốt lành. Cụ thể những ngày sinh đại cát của người tuổi Mùi là ngày nào và những ngày sinh khác ẩn chứa bí mật gì về vận thế của con giáp này? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo những ngày sinh đại cát nhất của con giáp này nhé. Người tuổi Mùi sinh ngày mùng 7 âm lịch, tính cách ôn hòa, khoan dung, nhân duyên tốt, con đường xã giao cũng thoải mái, tốt đẹp, gia vận hài hòa, một đời an lạc, đặc biệt là đường tài vận dồi dào, không cần lo nghĩ cái ăn, cái mặc. Người tuổi Mùi sinh ngày 12 âm lịch, có chí khí, có tài năng, là người mang mệnh lãnh đạo, dẫn dắt tập thể, từ trung niên bắt đầu phát vận, thăng chức, tăng lương, gia nghiệp hưng vượng, đạt tới đỉnh cao danh vọng. Người tuổi Mùi sinh ngày 13 âm lịch, có tướng mạo đoan chính, tài năng xuất chúng, đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, một đời vinh quang, nữ mệnh tốt hơn nam mệnh, có thể thành nữ cường nhân. Người tuổi Mùi sinh ngày 14 âm lịch, có thể hưởng phúc của ông bà tổ tiên, thường xuyên gặp quý nhân giúp đỡ, một bước lên mây, nhanh chóng thành công và đạt được tài lộc song toàn. Người tuổi Mùi sinh ngày 28 âm lịch, tinh lực dồi dào, túc trí đa mưu, làm việc quả quyết, cương nghị, có thể tự thân lập nghiệp, độc lập, tự chủ một mình, gây dựng cơ đồ, không ngại khó khăn, gian khổ, vững bước tiến lên can trường, dũng cảm. Người tuổi Mùi sinh ngày 29 âm lịch, một đời hưng vượng, gia vận dồi dào, tuổi trẻ mặc dù bình thường, nhưng từ trung niên có thể thành nghiệp, có thành tựu, dần dần trở thành đại phú hào. Người tuổi Mùi sinh ngày 30 âm lịch, có thiên phú to lớn, vận mệnh cát tường, khó khăn không nản, theo đuổi tài lộc, chấn hưng cơ nghiệp của gia đình và trèo chống cả gia tộc. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho các bạn. Từ đó, quý khán giả có thể đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, vui lòng để lại thông tin xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình tiếp theo.